ăn thử đây không? Hả? Anh ăn thử đây không? Ăn. Ngon phải không anh? Ngon không? Anh ăn cái món này ăn nhiều món. Chú ăn bánh bột, ăn bánh trần. Thêm bánh trần nè. Giá cả bình dân anh ha. Được mà. Đây lâu rồi bán bên kia. Anh gần đây không? Ở dưới chợ lớn đó làm. Cũng hay qua đây ăn à. Lâu lâu cũng qua đây ăn. Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Trưa nay mình lại có mặt ở địa chỉ số 254 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6 đó các bạn, để quay một số hình ảnh về những cô gái xinh đẹp bán bún mì xào ở vỉa hè đường Phạm Văn Chí nha các bạn. Các bạn xem, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và bật thông báo để xem những video tiếp theo nhé. Sau một ngày nghỉ thì gia đình của Lễ Trân tiếp tục bán bún mì xào. Hôm nay là bán món mặn nha các bạn. Đầu giờ thì mình thấy có Lệ Tú, Lệ Trân và cô Lan. Cũng như mọi khi nha các bạn, hôm nay có món bánh ít trần. Bánh ít trần thì 6.000 một cái. Xôi mặn thì có lạp xưởng, tôm khô, cải xá bấu và sẽ có đất đậu phộng 18.000 một phần. Bánh bột thì bánh bột sẽ có khoai môn, rồi tóp mỡ, đậu phộng, cải xá bấu, tôm khô và tóp mỡ có rất nhiều nha các bạn. Sáng này hả? Rồi bún mì xào. Bún mì xào sang trời. Với có đậu phộng rồi những cái trứng. Anh đẹp vậy đó, chị em này có ngủ lại không? Không, đi luôn với chị. Quen rồi. Luôn với tối luôn. Đó này có ngủ sớm. Những cây chả giò thì là 6.000 một cây các bạn. Chả giò mặn. Còn Lễ Trân là vô giá. Cho bún bún giò chứ. Bún rồi. Làm liền không? Làm đi, quay cho anh về luôn. Chú anh về làm cho anh để anh quay luôn. Nay có giờ tắt không? Tú. Cũng giờ tắt không? Quay về đi. Về lấy hộp về đi làm ấy. Xong chưa, quay xong chưa? Chưa. Hai đây Tú. Không, một đi. Để sách về. Không, cái dọc đường uống đi quay khát nước uống. Không, em không, về nhà tắm rửa rồi. Quay cần gì tắm, đâu có nghe mùi đâu. Qua wow, anh về lần nào mới về? Xíu nữa anh về luôn rồi, ba cỡ ba mấy ba rưỡi về. Tại trời trời mưa, trời chỉ mưa. Về đi chợ làm đồ bán. Chiều là phải làm đồ hả? Dạ đúng rồi. Nghỉ có ngày. Nghỉ ngày được đi cũng ba cặp thôi. Thôi mốt ta nghỉ 2 ngày đi.
vậy? Hết lòng phụ vụ nhân dân ha. Kế thừa chủ nhật có. Chủ nhật có bà. Không có tiền. Dịch kế là bánh lọt. Bánh lọt. Bánh lọt xào. Tại xe cực quá lẫn bánh lọt không đi tiền. Bánh lọt xôi. Bánh xôi. Bây giờ đã có chủ nhật xoáy cầu online. Bán cầu nắm là đẹp. Tiền để đâu cho nó? Có ai đâu có nói tiền để đâu cho hết đâu. Trưa nay mình tới quay thì mình cảm giác khách hơi vắng một chút xíu. Khách không có tới ồn ồn mà chỉ là lai rai. Trong cái mùa dịch thì như vậy cũng tốt các bạn. Tránh sự đông đúc. Mì xào, rồi cải xào, trứng, đó, đậu phộng các bạn. Và ăn với nước mắm một phần như vậy là 18.000. Mấy gói luôn? 2 gói. Có thêm gì đúng không? Tình hình ở quán hiện giờ hơi yên ngắn nha các bạn, so với sau một ngày nghỉ. Chỉa vô đây không à. Quay người khác lại chân đâu cho đâu, kêu quay nó không à. Quay tâm đi, quay người khác cũng chờ đâu, quay con rồi. Đúng rồi đó, chỉ máy vô con rồi. Quay người khác không mang tỷ liền á. Hai gói xôi chứ không có bánh tổ. Rồi. Không chân, quay người khác là kiện liền. Bánh đít trần này 6.000 cái ăn với mỡ hành đó các bạn ha. Rồi đồ chua, phải không em? À, bánh bột. Có hành, rồi chua, ví dụ bánh hộp cho muốn... bánh bột trong bột có khoai môn nữa các bạn, rất là ngon nha. Ai muốn ăn rau sống thì ăn xin rau sống. Đó, ăn với giá trụng. Mà còn cái bột rau này. Sống. Còn lại. Còn cái nữa đâu? Lạc lấy. Ngon. Chưa. Em nói luôn một bánh. À, Lệ Tú mới vừa vô làm cho mình một ly trà tắc nè. Ly trà tắc khổng lồ 10.000. Ly trà tắc này bằng Lệ Tú luôn á. Chứ anh đi vậy thời gian anh bị động quá. Anh bị gấp gáp á, anh không có làm chuyện được. Lệ Trần như cô Lan bán rất là nhanh luôn các bạn. Bán quen tay. Lúc này Lệ Trần lên tay rồi.
Nhớ lại Tú à, hồi lúc mà mới quay bên kia không nói tiếng nào hết trơn. Vợ lạnh quá trời luôn. Lúc anh mới quay nó không có nói một tiếng nào hết trơn. Huấn luyện viên bắt hăng xeo kìa, đi xe đạp, huấn luyện viên bắt hăng xeo. Hộp xôi mặn rất là ngon nha bạn, 18.000 sang với mỡ hành và hành phi. Ở trong xôi thì có lạp xưởng, tôm khô. Trong xôi này có cả xá bấu không em? Dạ có chứ. Có cả xá bấu trong xôi luôn, lạp xưởng, tôm khô, ăn với mỡ hành và các đậu hành phi, đậu phộng. Đậu phộng bỏ vô thì ăn sẽ rất là thơm và giòn. Mai qua, tại mai có làm chai, làm lo trong một sọt. Nhiều quá, Phương nó có mấy cái đó nha. Đỡ, thì bán đỡ. Có bà xã nó trong cái chùa nào nè, đem qua đó cho nhiều lắm ta, mấy người nghèo người ta ở đó nhiều lắm. Để chút hỏi bà xã coi cho tao em biết, bỏ cho nó lẹ để đi cực. Đi vòng vòng cực khổ lắm. Cho mấy chỗ ngoài đường á, nó thấy nó mở ra được chai dùng hết chứ à. Mấy chỗ ngoài công viên mà nè, vòng vòng đây nè. Tại tụi em thì không biết mà, tại vì cái ông đó, ông chạy xe ôm đó ông nói. Tại vì cái đám mình đi cho, người ta quen, người ta nhìn, người ta biết đó anh. Đi cho, mình đi cho, người ta bán hai á. Người ta nhìn, người ta biết mình á. Cái ông đó là, nào cô, muốn cô đừng cho. Đừng cho, thì nữa cô cho mở ra chai dùng hết chứ. Buổi tối á trời cho bán hai đi vòng là hết liền. Còn ăn món bụng nhất á, bụng nhất á, chỉ mua cho là chơi cho lò. Cầu đi được cầu. Cậu chơi cầu Nguyễn Cờ rồi không? Tại sao mẹ như 24 có trễ giờ? Tại vì bánh bột với mì chung một hộp. Tại vì chứ sợ không, ở bên trường mẹ con năm nó giống như có ngày đó gọi đi cúng dần nhiều luôn. Mình chắc 7 giờ mấy bắt đầu bắt đầu có một cái bàn cho mình giống vậy nè. Mình chất lên, mình đốt nhang, xong bắt đầu lỡ rồi. Xong rồi bắt đầu ai đi nha cũng lấy cái đó nè. Cho mấy tấm mỡ cho chị. Mấy tấm mỡ cho chị. Tập trung vô chỗ nó cũng đỡ cực mình nữa. Buổi sáng á đem vô đó cũng cực mình. Để Trần chút nữa ra ha. Thấy là lễ hè chứ. Mấy cái này chết chắc rồi, 4-5 chục là trường luôn, nó làm nó đang hấp luôn luôn. Cho 5 cái bánh bánh trần. 5 cái gì nó là? Hả? Trời, gốc luôn đó. Bao nhiêu tiền rồi? Dạ, 30. Các
Các bạn vừa xem một số hình ảnh về những cô gái xinh đẹp bán bánh mì xào ở vỉa hè trên đường Phạm Văn Chí nha các bạn. Các bạn xem các bạn nhớ chia sẻ những món ăn ngon cho mọi người cùng biết nhé. Mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye. Trân trọng khán giả nè.